Hi. Xin chào tất cả mọi người. Nếu mà không có xem video trước của tôi thì tôi bảo là video này tôi sẽ kể về Liwe. Nên là đây, tôi đang ngồi ở Liwe. Tôi đang chill ở một cái đỉnh, cái một trong những đỉnh cao nhất của Liwe. Đó là Khánh Vân Đỉnh. Sau khi tôi ngồi đây tôi mới để ý là chỗ này đéo phải chỗ cao nhất mọi người ạ. À. Cái đảo kia kìa. Cái đảo tuyết mới là cái chỗ cao nhất. Nhưng mà thôi kệ. Thì Liwe có rất nhiều thứ để kể. Liwe thì tôi có nhiều kỷ niệm lắm. Nhưng mà thôi, tập này tôi sẽ kể về cái khu chỗ đầu tiên mà tôi mở cái thiết tiên ấn tượng nhá. Lúc mà mở cái này ra thì hình như là nó mở phần này với là một vài phần ở dưới nữa. Đấy, còn phần này nó chưa mở, phần này phải mở thiết tiên ấn tượng khác. Thì mấy phần này tôi để ở tập sau nhá. Rồi, lần đầu tiên khi mà bước vào Liwe tôi đi đường này đúng không? Thì tôi sẽ phải mở cái thiết tiên ấn tượng này. Hồi đấy tôi ngu vãi, tôi đang ở trong co-op. Thế là tôi phải loay hoay khoảng tầm 15 phút. Đéo hiểu mẹ làm thế nào để mở được cái thất thiên ấn tượng này. Thế là sau khi tìm mẹ đủ mọi cách để có thể mở được cái thất thiên ấn tượng, lên trên YouTube tìm, tôi mới ngớ ra là ồ, phải thoát co-op ra thì mới mở được thất thiên ấn tượng. Mẹ ngáo vãi cứt. Đấy, thế là mở ra thì nó ra được nhà trọ vọng thư, bùm 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 bùm, nó ra được dốc vô vọng và khinh sách trang. Thế là tôi kiểu lần đầu tiên tôi nhìn thấy một vùng đất mới. Tôi xung quanh Mondstadt tôi đi nhiều quá nên tôi cảm thấy ngấy. Thế là nhìn thấy vùng đất mới tôi vui lắm. Thế là lại có động lực ở chơi game tiếp. Cái thiết kế map nó đẹp hơn nên là tôi cảm thấy cuốn. Xong rồi tôi nhìn thấy nhà trọ vọng thư. Thế là lần đầu tiên tôi thấy một cái thiết kế nhà khá là đẹp. Bởi vì Mondstadt làm gì có cái nhà nào mà kiểu nó dài dài xong rồi nó cao cao thế đâu. Thế là tôi đi xung quanh nhà trọ vọng thư, tôi ngó hết cái này là ngó hết cái khác như kiểu thằng trộm ấy. Rồi, dốc vô vọng. Lần đầu tiên tôi đến dốc vô vọng. Nó rất là tối. Nó tối không phải là vì trời tối mà là cái núi nó tối. Cái concept của nó tối. Và concept của nó là nó nhiều ma quỷ. Ờ đúng rồi. Mình cứ đi lên trên cái dốc vô vọng là nó có rất nhiều thứ nó bay bay, nó lít chít nó bay bay ấy, trông như kiểu một cái linh hồn ấy. Và lúc nào nó cũng tối. Cứ đi vào cái khoảng của vô dốc vô vọng là kiểu gì cũng tối. Rồi có nhiều nhiệm vụ kiểu bên lề ấy. Nhìn nhiệm vụ nó cũng kinh dị không kém. Nó có cả event nhiệm vụ kinh dị của dốc vô vọng mà. Nên là tôi cũng không lạ gì mấy khi mà kiểu mấy cái nhiệm vụ chính của dốc vô vọng nó sẽ kinh dị. Thế là tôi trèo, tôi làm cái nhiệm vụ đéo gì ấy, là phải lên trên đỉnh của dốc vô vọng. Mà tôi không nhớ là do nhiệm vụ hay là do tôi tò mò đấy. Thì lên trên dốc vô vọng nhá. Nó tối thì vãi cả đái luôn. Nó tối. Nó sợ. Cứ gặp Hilichun là tôi cứ tưởng ma cơ. Thế là tôi kiểu tôi cuống chân cuống tay. Tôi xả hết skill vào mặt chúng nó. Mẹ bọn Hilichun bảo ủa bố làm cái đéo gì. Hình như là lần này là game test cho các player. Để xem các player có dùng food để sống sót hay không. Trong đó có food tăng thể lực. Nên là tôi đéo biết. Tôi dùng thể lực chay mọi người ạ. Tôi trèo lên. Và tôi phải chết khoảng tầm hơn chục lần ở cái dốc này bởi vì tôi không đủ thể lực. Con bay cũng không có, không có cái gì để cứu luôn. Thế là hồi đấy tôi có biết đấu đâu. Tôi cứ dùng chay thôi. Tôi trèo kiểu, tôi trèo, tôi tính từng mẹ, từng bước một. Tôi còn phải trèo kiểu trèo chậm ấy. Tôi không xung kích được, xung kích nó sẽ mất thể lực nhiều hơn. Đó thôi, trèo tiếp, trèo tiếp, trèo tiếp, trèo tiếp, không sao cả. Thế là trời bắt đầu sáng, lên trên đây là bắt đầu trời nó sáng lên. Thế bắt kiểu, ồ, mẹ có hy vọng rồi. Mẹ có hy vọng rồi, thoát khỏi mẹ mấy cái thứ mẹ kinh dị tởm lợm mày rồi. Thế là trèo lên trên đỉnh. Và đương nhiên rồi. Ta da. Mẹ bất ngờ chưa? Đấy là cái chỗ này hình như là bắt mình giải đấu là lấy cái dương hiếm đấy. Hình như là thế. Lâu rồi tôi không nhớ lắm. Thì nó giải đấu theo kiểu mình phải nhìn từng map một xong rồi mình đoán là có một cái cột chữ ở giữa này. Xong rồi mình phải ấn và mình đoán cái gì ấy. Mình đoán từng cột một thế nào cho đúng thứ tự thì nó sẽ mở được là xong. Ừ, nó chỉ như thế thôi. Thì sau khi giải xong thì mình được cái rừng hiếm. Rồi tôi cứ đứng mẹ ngắm tại cảnh phải 10 phút. Mẹ bởi vì lần đầu tiên lên trên dốc, lên trên cái đỉnh mà nó cao như này mà mình có thể ngắm được toàn cảnh. Sướng vãi cả đái luôn. Kiểu cảm giác mình làm được một cái thành tựu gì đấy to lớn vãi. Đấy là mới chỉ dốc vô vọng thôi nhá. Thì hồi đấy non đi dốc vô vọng thôi đã cảm thấy mới tự hào vãi
rồi sau này game nó quật cho thêm khoảng tầm vài cái map nữa thì tôi kể sau. Trong vòng thì cũng không có nhiều kỷ niệm mấy, bởi vì chủ yếu nó chỉ là để trèo với cả nó đánh, nó chỉ sợ thôi, nó cũng không có nhiệm vụ gì mấy, nó chỉ hơi sợ về nó chỉ tốn thể lực thế thôi. Còn cái mà tôi để ý nhiều đó là ở khinh sách trang. Ở khinh sách trang thì tôi không nhớ là có bao nhiêu nhiệm vụ ở đây, nhưng mà khinh sách trang hình như là cũng không nhiều nhiệm vụ lắm. Các ông biết rồi đấy, Liyue nó như kiểu một vùng đất mà toàn những chuyện kinh dị không à. Điển hình là câu chuyện mà bé gì đấy, bé béo ấy, mà nó vẫn đợi bố mẹ về ấy. Và trước cửa nhà nó có hai cái linh hồn, mà tôi dẫn linh hồn về, cái con tiên linh ấy. Thì hồi đấy tôi chơi tôi không để ý cốt truyện, thế là tôi cứ skip 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 các thứ ấy, bởi vì hồi đấy tôi chỉ quan tâm đến việc là roll nhân vật thôi, tôi không để ý câu chuyện lắm. Sau khi đấy tôi xong mới kiểu chơi một thời gian, tôi bắt đầu mới tìm hiểu kỹ về cốt truyện. Có một vài ông làm video thì sẽ kể về kiểu những câu chuyện rùng rợn nhất, những câu chuyện dark nhất ở trong Genshin Impact ở Liyue. Thì thằng bé nó vẫn đang đợi ở bố mẹ về, nó đang chơi trốn tìm nhưng mà lại không thấy bố mẹ đâu. Xong rồi thì không biết rồi đấy. Ok rồi đấy, nói chung là đấy là một trong những câu chuyện kinh dị rồi hãi vãi cả cứt. Thế là tôi từ đấy tôi chừa luôn, từ đấy tôi bắt đầu tôi đọc cốt truyện kỹ hơn và tôi không skip cốt truyện nữa. Đấy, toàn bộ khinh sách trang này tôi không nhớ có nhiều nhiệm vụ, nó cũng kiểu nhiệm vụ bên lề thôi, nó không có nhiều nhiệm vụ chính mấy. Nhưng mà cái mà tôi nhớ nhất là gì các ông biết không? Liyue có một cái trò gì đấy mà nó giống như kiểu test mấy sức mạnh của mấy Traveler ấy, nó test sức mạnh của team mình ấy. Đúng rồi, tôi lại bị bọn thủ vệ di tích nó hội đồng. Hôm đấy là tôi làm theo nhiệm vụ, cũng là một ngày đẹp trời, cũng chả có gì làm. Tôi làm nhiệm vụ hình như là nhiệm vụ phụ. Tôi đi xung quanh, tôi làm theo map thôi, tôi làm theo map chỉ thôi. Thế là đi vào một cái hang. Và đúng rồi, cái kịch bản này quen lắm. Đấy, bố mày yếu thôi, bố mày khỏe rồi, mấy con chó ạ. Cái chỗ Cô Vân Các nó đã cho 4 hay là 5 con thủ vệ di tích, nó đánh tôi mẹ gần như vỡ mồm rồi. Cái chỗ này nó lại còn cho thêm con thợ săn di tích vào nữa. Tôi phải chết chỗ này khoảng tầm 5 đến 6 lần sau khi hấp thụ các loại food, đồ phòng thủ, đồ tấn công, rồi đồ thể lực, đồ các kiểu, các thứ. Thì sau đánh xong bọn này hình như là được cái dương siêu cấp hay sao ấy. Và trong đấy hình như có cả dương hiếm. Đúng rồi, trong đấy có cả dương hiếm. Đi vào trong cái hang này là có dương hiếm này. Thì game như kiểu là nó muốn mình đau khổ ấy, game nó bảo là mày phải chết thì ta mới vui. Nó như kiểu là từng chỗ một ấy, từng map một nó sẽ có một cái khu để test sức mạnh của team mình, bằng cách là cho mấy con tổ bố ra mẹ đánh mình mẹ ra bã luôn. Thế là hồi đấy tôi mới biết là cách sắp xếp thành di vật rất là quan trọng. Rồi buff food ở cái hồi đầu thì đúng là cái food nó gánh một phần đấy. Một phần là giải đố, còn một phần là sức mạnh, một phần là food. Đấy, ba phần quan trọng nhất. Có những câu chuyện khác ở Liyue cơ, có những câu chuyện khác nó cũng rùng rợn không kém, nhưng mà nó không ở map này. Map này thì nó cũng có vừa vừa, nó cũng tùy cốt truyện. Có những câu chuyện tôi cảm thấy nó cũng không rùng rợn lắm, nhưng mà thôi để tập sau kể sau. Thế đấy, Liyue hiện tại mở thì cái thất thiên thần tượng mở đầu tiên nó chỉ có thế thôi, chứ còn để mà tôi kể hết một mạch trong một video mà kể hết cái đống Liyue này chắc mẹ tôi rụng răng mất, tôi không kể hết được. Nhiều quá. Tập tiếp theo tôi sẽ kể tiếp về Liyue, nhưng mà tôi sẽ kể về khu này. Hẹn mọi người tập tiếp theo. Bye bye.